áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào các con, cô Huế rất vui khi được đồng hành cùng các con trong bài học ngày hôm nay. Các con có biết, con người của chúng ta đang phải hứng chịu những biến đổi của khí hậu do chính mình gây ra. Biến đổi khí hậu không phải là vấn đề của riêng mỗi quốc gia, mà ngày nay nó đã trở thành vấn đề toàn cầu. Vậy biến đổi khí hậu có những biểu hiện như thế nào? Chúng ta cần có các biện pháp gì để có thể ứng phó với biến đổi khí hậu? Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi trong bài số 15, Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu. Câu hỏi số 1, sách giáo khoa trang 160. Hãy nêu một số biểu hiện của biến đổi khí hậu. Chúng ta có thể thấy một số biểu hiện của biến đổi khí hậu, đó là nhiệt độ trung bình của trái đất đang tăng dần. Thứ hai là trái đất nóng lên làm cho băng tan và nước biển dâng cao. Thứ ba là thiên tai sẽ xảy ra nhiều hơn, tần suất và cường độ ngày càng mạnh, đột ngột và thất thường. Giống như là ở Việt Nam của chúng ta, các con thường thấy là năm sẽ có mưa nhiều, năm có mưa ít. Năm thì mùa đông đến sớm, năm mùa đông thì lại đến muộn. Và có những năm thì bão rất nhiều, nhưng cũng có năm thì bão rất ít. Câu hỏi số 2, sách giáo khoa trang 161. Hãy kể tên một số các giải pháp khác để có thể ứng phó được với biến đổi khí hậu. Chúng ta có thể thấy một số các giải pháp như là thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết hàng ngày, diễn tập để phòng tránh thiên tai, sơ tán kịp thời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. Thứ ba nữa là tổ chức sản xuất và thay đổi thời vụ để giảm thiểu những cái thiệt hại nếu như thiên tai có xảy ra. Câu hỏi 1 trong phần luyện tập và vận dụng sách giáo khoa trang 161. Hãy lấy ví dụ để chứng minh khí hậu của trái đất đang bị biến đổi. Các con có thể thấy, hiện nay nhiều châu lục trên thế giới đang phải đối mặt và chống chọi với các hiện tượng thời tiết cực đoan, ví dụ như lũ lụt, khô hạn, nắng nóng và bão tuyết. Nhiệt độ trung bình của trái đất đang tăng dần, vùng biển Bắc Cực nóng lên nhanh gấp 2 lần mức nóng trung bình trên toàn cầu, và diện tích băng trong mỗi mùa hè lại đang dần thu hẹp lại. Vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam trong thời gian gần đây thì đang chịu hậu quả của các hiện tượng hạn hán và xâm nhập mặn về mùa khô, gây thiệt hại nặng nề trong ngành nông nghiệp. Câu hỏi số 2 trong phần luyện tập và vận dụng sách giáo khoa trang 161. Tại sao để ứng phó với biến đổi khí hậu, các nước phải cắt giảm lượng phát thải khí carbonic? Các con có biết nguyên nhân để hình thành khí carbonic chủ yếu đó là do khí thải từ công nghiệp, việc đốt nhiên liệu của các phương tiện giao thông vận tải hay là việc đun nấu trong quá trình sinh hoạt hoặc là đốt phá rừng một cách bừa bãi, nó đã làm tăng cái lượng khí carbonic. Và khí carbonic chính là nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính, làm cho khí hậu toàn cầu nóng lên. Và khí carbonic gây ô nhiễm môi trường không khí, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con người cũng như là sinh vật trên toàn trái đất. Câu hỏi số 3 trong phần luyện tập và vận dụng sách giáo khoa trang 161. Hãy nêu một số biện pháp mà học sinh có thể thực hiện để phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những công việc thường ngày mà các con chúng ta có thể làm để ứng phó được với biến đổi khí hậu đó là giảm lượng rác thải sử dụng hàng ngày, tiết kiệm năng lượng hay là trồng cây xanh bảo vệ môi trường, hưởng ứng và tuyên truyền cho mọi người cùng chung tay bảo vệ trái đất. Câu hỏi số 4 trong phần luyện tập và vận dụng sách giáo khoa trang 161. Hãy đưa ra một thông điệp cho người dân địa phương ở nơi mà em cư trú về lối sống thân thiện với môi trường và hãy giải thích ý nghĩa của thông điệp đó. Ở đây cô gợi ý cho các bạn một thông điệp đó là bảo vệ rừng là lá phổi của chúng ta, với ý nghĩa của thông điệp. Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, cung cấp oxy, giảm khí carbonic, điều hòa nguồn nước, phòng chống thiên tai. Chính vì vậy mà mỗi người dân cần phải bảo vệ rừng như bảo vệ về chính mình. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay đã giúp cho các con phần nào hiểu thêm về sự biến đổi khí hậu và những giải pháp giúp cho chúng ta có thể ứng phó với biến đổi khí hậu.
Chúc các con có một ngày học tập vui vẻ và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.